Lo sợ bị gắn mác nhảy ố rè, nam ca sĩ điển trai của V-pop phải nhảy một mình trước gương để kiểm chứng. Có thể nói, Trọng Hiếu hiện là một trong những nam ca sĩ nhận được nhiều sự quan tâm và yêu thích bậc nhất của khán giả hiện nay. Bởi không những có cá tính âm nhạc phóng khoáng, đậm chất US UK mà Trọng Hiếu còn khiến dân tình trầm trồ trước ngoại hình chuẩn chỉnh khi khoe những nét vũ đạo đầy hút mắt. Mới đây, Trọng Hiếu đã đăng tải lên trang TikTok của mình đoạn clip tập luyện nhảy nhót trước gương cùng dòng trạng thái đính kèm nhảy trước gương để kiểm tra có ô rè hay không. Trong đoạn clip, Trọng Hiếu vẫn xuất hiện với trang phục phóng khoáng và mát mẻ thường thấy, đứng trước gương make up, nam ca sĩ đầy tự tin thực hiện những động tác vũ đạo chuyên nghiệp và hút mắt trên nền nhạc sôi động. Không biết có ố rè hay không, nhưng khi nhìn những động tác mà Trọng Hiếu thể hiện, dân tình chỉ biết khoái chảy nước miếng mà thôi. Quả thật Trọng Hiếu đúng là hình mẫu nghệ sĩ giải trí hoàn hảo của V-pop, khi cân đẹp cả hát lẫn vũ đạo, đôi khi còn khiến khán giả no mắt trước những màn lột áo khoe body 6 múi cực glam. Là một ca sĩ luôn năng động, trẻ trung và đầy sức sống, Trọng Hiếu thu hút sự quan tâm của khán giả nhờ giọng hát quyến rũ cùng vẻ ngoài điển trai. Tuy nhiên hơn cả giọng hát, vũ đạo mới là thứ khiến Trọng Hiếu có được sự yêu thích đông đảo. Lối nhảy cuốn hút điêu luyện cùng nguồn năng lượng tích cực khiến anh chàng trở nên nổi bật không chỉ ở trên sân khấu mà còn ở ngoài đời.